맛있겠다. 대박. 야. 대박. 자, 자꾸 조리를 안. 야. 진짜 꺼져. 진짜 까방. 내가 안 잡지. 짠이남. 진짜 까방. 이. 진짜 까냐. 이. 엄마 안. 김치? 응. 김치 깔? 까냐. 아이. 진짜 왜. 내 밥 안 찔리. 어. 안 어. 사오. 어. 까냐. 아이. Hôm nay mình ăn kim chi. À, thịt ba chỉ với lại sườn heo cả nhà ơi. Đây kim chi nguyên tảng nha, cái này là đây đó. Wow. Đây kim chi nguyên tảng mình với lại đây là thịt ba chỉ. Appa. Còn đây là còn đây là kim thịt sườn nguyên tảng cả nhà, nguyên miếng luôn. Bữa nay là cái gì cũng nguyên miếng hết trơn á. Đó. Để mình cắt ra nha. Dạ. Cắt sườn trước nha. Dạ. Mẹ ơi. Ơi. Ôi. Cho không dạ. Mẹ ơi, cho đây mẹ. Cho cái gì? Cho chén. Ừ để mình cắt ra xong rồi mẹ cho. Dạ. Baby chạy đi lấy bao tay nữa rồi đó cả nhà. Ôi cái này xé vậy thấy ngon hơn cắt này cả nhà, tại vì nó mình rất là lâu luôn, khoảng một tiếng á cả nhà. Ôi nè. Xé vậy luôn nè. Nè con. Nè. Ừ. Con mời ba ăn trước đi. Mời ba ăn trước. À. Mình mua hai lóc sườn mà này mình cắt ra cả nhà. Nè. Nè cho Bi nha. Nè, rồi Bi ăn đi. Ăn tay luôn đi. Ừ, ăn tay luôn đi. Ngon em nha. Nè. Quá. Cái này là thịt ba chỉ, em cắt bằng kéo luôn nè. Mình thấy cắt kéo còn ngon hơn cắt bằng dao cả nhà. Wow. Ngon. Hầm một tiếng bởi vì nó mềm nè. Mẹ ơi. Lấy tay con mẹ con lấy. Con ăn kim chi hả? Nè. Dạ. Nè. Rồi để mẹ cắt kim chi nha. Dạ. Mẹ thích thịt dai dai là mẹ lấy thịt dai dai cho con nè. Đó. Để cắt kim chi luôn cả nhà. Đúng rồi. Cái kim chi này là phải kim chi chín đó cả nhà. Yep, kim chi chua thì mình mới làm ngon, còn mà kim chi không chua là không ngon cả nhà. Bi hình như hôm nay không mời cô chú ăn nè. Ăn cùng con có nhà nha. Ăn cùng con cô chú ơi. Rồi. Ngon không Bi? Yeah. Rồi ăn cùng mình cả nhà ơi. Rồi ăn thử kim chi này. Ngon quá. Thôi miếng cắt rồi mới nhìn thấy thôi miếng nào cũng bự. Kim chi gói với lại thịt ba chỉ cả nhà. Cắt cái này không gói cũng ngon cả nhà. Xin chào mọi người. Để cắt cái cùi xong rồi cho Barbie tự gói đi. Gói nguyên lá ra nè. Gói nguyên lá thì là ăn ngon nè. Đó. Để thêm thịt. Gói nguyên lá luôn. Mm-hmm.
ngon quá. Cái món này là cả nhà ai cũng thích cả nhà. Ba Bi cũng thích. Mà Bi cũng thích luôn, phải không? Dạ. Ăn gì nó không ngán cả nhà. Ngon quá chịu luôn. Chịu luôn. Nhà mà có kim chi cả nhà, để kim chi mà cho nó chua á, xong rồi mình nấu này thử ăn thử, đặc biệt ngon. Wow. Đổ nước sắp sắp nha, xong rồi mình nêm nếm bột ngọt, bột nêm, muối, xong rồi cho nước sắp sắp vô, đậy nắp ủ lại. Phải để lửa nhỏ nhỏ riu riu riu, nấu khoảng 1 tiếng luôn. Giống như một bắp kim chi mình để ở dưới, mình lát ở dưới cả nhà. Rồi xong rồi để thịt chính giữa, xong rồi để kim chi ở trên, đó. Ngon quá trời ngon Bì ơi. Dạ. Ê. Ê. Con thích đó. Thích hả? Thích cái gì? Thích cái đó. Thích cái đó hả? Cái này, thịt heo. Không phải. Không phải. Nói cái gì? Mẹ ơi. Hộp é. Hộp é. Dạ cho hộp é mẹ. Đâu, mẹ con đâu có làm đâu. Mẹ cho kia cho. Nói đâu? Cho kia cho. Cho hộp é mẹ. Thấy hả? Con thấy hả? Con thấy. Con thấy là nào? Nãy, nãy thấy. Nãy thấy hả? Dạ. Mình pha học é đó nha. Bi thấy. Tưởng nó không thấy. Bi cực kỳ thích ăn, thích uống học é. Đó. Để giờ mẹ đi lấy học é nha. Dạ. Ừ. Dạ. Ngon. Dạ. Được luôn. Không ngon sao được, nhìn là thấy không cầm lòng đậu rồi. Đó. Cái sườn này thịt ghê luôn, thịt nhiều lắm cả nhà. Nè. Trời ơi, thịt quá trời thịt luôn. Quá trời ngon. Đó. Wow, em ơi. Ủa. Mấy sườn nó thịt. Trời đất ơi. Trong cái đó nè, tới quá. Bị nghiện hộp é. Mà bên đây mình không thấy, không biết trên mạng có bán hộp é không ra nhà. Cái đó hộp é mình mua từ Việt Nam qua. Trên mạng thì mình thấy có bán hạt chia. Nghe có áo nè. Tiếc. Thôi sắc ra rồi nè. Baby là fan của kim chi đó cả nhà. Ủa nâng nạ mận nè. Yeah. Bồ. Chính xỉa nhắm nhắm. Đúng chưa? Hôm nay ăn kim chi ăn mình đó nha. Cô chú ơi, con có máy tính. Có máy tính? Mẹ mua cho bạn. Bà phải ngoan nha. Dạ. Lì là không mua cho đâu. Cái. Ừ.
à. Mua mấy tấm dạng không? Ừ. Cho nít nó chơi cả nhà. Đồ chơi em bé mà mắc ghê luôn á. Mua cái máy tính hết rồi. Gần 80 ngàn won. Gần 1 triệu 6 cả nhà. Ui, máy tính chơi thôi á. Ở đây đồ chơi em bé nó mắc. Mẹ con nó đây mẹ. Không ăn hả? Đi đo đó cả nhà. Cô chú ơi, ngày mai con đi học. Bơi cứ rất là thích lắm. Ngày mai bơi hả? Dạ. Thích không? Dạ thích mẹ. Ngày mai Bi ở lớp Bi ở cả nhà tổ chức cho các con nhỏ bơi. Bơi tại trường. Giống như làm cái hồ bơi nhân tạo cả nhà để bơi. Chứ không có đi ra biển bơi. Ôi ngày mai Bi bơi rồi. Ừ. Một hồi nhớ chuẩn bị đồ nha. Dạ. Nha. Một hồi con chuẩn bị cái gì nè? Chả. Mà bố đang chuẩn bị xe đến đây. Cho anh xuống ở đây có gì thử gọi con đấy. Có làm được không? Dạ. Con coi TV con biết. Nhưng mà con biết rồi, nhưng mà sao con làm được? Con bơi, con lặn ở dưới thì không được. Không, con làm được. Con làm được hả? Dạ. Thiệt không? Dạ. Bố đang dọn. Vậy ngày mai con kêu cô giáo quay clip lại cho mẹ coi vậy. Dạ. Mẹ mới tin. Chả bố đang dọn. Sầm bố. Con nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt. Con nói ba. Tam ba ba. Ừ. Con nói tiếng Việt nào? Ba. Ừ. Con nói ba mà. À ba. Ừ. Để xuống hay để cho nghe. Chúng tôi ăn ở trường này. Bút trường à? Trường sao? Bút trường ăn ở đây. Anh nhá, trường chỉ số. Nào, mẹ ăn ăn gió. Cứ bún, bát đun, xương trắng, độ phì, yếm ác mi. Bát sao? Bán trường nó sẽ bát đằng. Bát cắn nồi, đá cắn bát đằng. Cứ trường ăn trường này. Cái gì vậy? Ở trường đâu có làm cao đâu mà cả nhà. Làm nguy hiểm. Làm thấp thấp không à? Mực thấp, mực thấp. Vậy là cao đó. Vậy là cao đó hả Vi? Ba, không biết nói tiếng Việt rồi. Ba không biết nói tiếng Việt, con dạy ba nói tiếng Việt đi. Vậy mới đi. Làm việc có ngày mai, có hôm nay thôi. Cái gì cũng để ngày mai hết trơn là nó đụng đẩy công việc. Đó, ui. Ngày mai đi bơi, bữa nay ăn nhiều vô, mai đi bơi nha. Vâng. Nếu mà trời... Không có ăn. Ừ, ừ, ừ. Rồi, hồi năm rồi là Bi được đi bơi ở ngoài cả nhà. Không phải đi biển mà giống như đi hồ bơi luôn. Mà năm nay thì bơi ở trường. Nó? Ừ. Nó tôi xuống dân cậy lại. Như chưa khóc. Mẹ ra biển mẹ bơi. Không như chưa khóc. Ừ. Bi biết bơi không? Đó. Mẹ. Coi con hát. Coi nha mẹ. Chị nữa. Ra đi, ra đi. Dạ, dạ coi con nè. Xin chào ba mẹ cô chú và vai tiếp theo. Hôm nay bà nói thăm mọi người, nói cười mọi người nha bà ba. Bạn tìm cho con nghe, bạn tìm cho con nghe, bạn tìm cho con nghe. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi cả nhà ơi. Bye bye. Bye bye. Bye bye.